đúng rồi, cái loài đó hôm bữa con mua đó. Đúng rồi, cái đó thì được thò loài rồi đó. Xéo không? Có xéo không? Mười đồng, chỉ đồng rưỡi. À, cái đó là trái 750 tháng này. 750. À, con lấy 3 trái đỏ đi. Cái loài mà đắp mặt nạ mà cái loài con nhớ cái loài Aaron hả? Ừ. À, con có thử bây giờ giá bao nhiêu? Loài nở hả? Ừ. Loài nở con muốn thẻ không? Thì con nhớ chị chưa mua, mua ở ngoài rẻ hơn, mua trong đây mắc không? Ủa, dễ hả? À, mua ở ngoài là rẻ hơn hả? Ờ, mua ở ngoài rẻ hơn. Ờ, à, nha. À, 27 đồng ạ. Ờ, con ở ngoài thì ấy hơn hả? Ngoài 27 đồng á, không vừa con mới mua 10 bọc đó. Ờ, đó đó, thì bởi ở diệm này là rẻ, con mua cho đi ở diệm cùng dung loài đó luôn, đắp sướng. Rồi, xin nữa. Mấy cái ở diệm rời qua đó là con lấy hết rồi đúng không? Lấy hết rồi, mấy cái nó mua hết rồi, chỉ có cái trái sữa mưa ven mới kinh ngô thôi đó. Mấy cái loài mơ sữa với ăn xua đâu, nó không xe đâu. Nó chỉ giá đó, ở gì cũng lấy thì con lấy thôi chứ con. Vậy hả? À, cái con có cái ở đó có thử cái sữa mà sữa dành cho người tiểu đường á. Con có thử là có dằn dằn bọc á. Không cần lo mà dằn bọc á. Dường tưởng là có dàn bọc giống như á hái vậy á, nên là lời hơn. Không có cho. Nó thấy răng là không như tớ không cho. Hả? Là bọc sao? Bọc nhỏ hả? À, có thử cỏ không mua dung cho gì mà. Rồi con có mua ba tê chứ à? À, nó mua rồi ha. À, con nhớ là cái mặt nạ đó thì con coi lại cho ở diệm đấy nha. À, hồi này collagen đó con nói là giá con bao nhiêu ở diệm quên rồi. 10 mấy không? Cái collagen nước á. 18 đâu. À. Hương, cái loài mà xương khớp bên tay trái con kìa. Bên đúng rồi, bây giờ giá con bao nhiêu? Xương khớp nào? Cái loài ba lát mó đó, đó loài đỏ đó. Loài này được con mua cho diệm rồi. À, được trước. Là mua mua vừa rồi đỏ phải không? Mua rồi hai mấy đồng à? À, vậy hả? Cái cố lá gánh được đó con lấy nơi đỏ 6 trái đó hả? Con lấy thêm 4 trái nữa đi, cho chẳng 10 trái đi. 10 trái phải đưa ra mà nó ở đây mới có 3 trái thôi. À, vậy hả? Ờ, con hỏi đi, con hỏi rồi con lấy đi. Con thì ra lá ra bên trên con mình hỏi luôn, mấy trái nó lấy luôn. Con nhớ một thuốc gì nữa không á? Ờ, không, thuộc cái đồ đó đó. Thì con phải đắp mặt nạ, về cái dung dịch vệ sinh phụ nữ, về sữa rửa mặt Cetaphil nữa đấy. Trái lượng 750 à? À quên, 500 591 à? Hay là 500? 500 với 500 thôi, không loài bư lên ngoài bư mất cái mặt đó. Đó, để đưa mày thấy cái mặt chi luôn. Ừ. Đó. Đây là bù, loài bư là 1 lít. À, bây giờ là 1 lít luôn à? 1 lít 500, 1 lít bên nửa lít. 1 lít là giá bao nhiêu? 1 lít là nó đã theo 15 đồng. 15 đồng. Nửa lít là bao nhiêu?
Bởi hồi nãy nghe một lít mà giá cầm 10-12 đồng, nửa lít 10 đồng rồi thành một lít lời hết.